Thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần cho biết trong tháng 8 năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 35 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,6 độ Richter. Sáng nay, 31 tháng 8, vào lúc 7 giờ 28 phút trên địa bàn huyện Con Plong, đã xảy ra trận động đất độ lớn 3,3 độ Richter. Trước đó, trong tháng 7 năm 2023, hiện tượng động đất xảy ra tại huyện Con Plong đã lập nên con số kỷ lục khi có tới gần 100 trận. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết từ tháng 6 năm 2021, đơn vị này đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm các trạm quan trắc nhằm cảnh báo kịp thời cho người dân để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC và các bị can liên quan tới vụ án sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã vi phạm quy định tại Điều 12, Luật đấu thầu năm 2005, nay là Điều 89, Luật đấu thầu năm 2013, đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng không có kết quả. Một số bị can, đặc biệt là các bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án. Ngày 30 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong một tháng qua đơn vị đã triệt phá 209 vụ, 514 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 70kg ma túy các loại, hai khẩu súng cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Công an cũng điều tra, khám phá 329 phần 616 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 551 đối tượng. Trong đó có 122 cá nhân và 16 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Khởi tố mới 118 vụ, 44 bị can. Thời gian tới, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện, lễ hội, các đoàn lãnh đạo nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc ở thành phố, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong dịp lễ Quốc khánh. Ngày 30 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đã bất ngờ tăng nhanh trong những ngày sát kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Đến ngày 30 tháng 8, một số đường bay du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy đã đạt trên 70% trong các ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Riêng chặng Hà Nội, Đồng Hới đã bán hết chỗ. Tuy nhiên, các chặng bay trục chính như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lượng ghế cung ứng vẫn đang còn nhiều. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết đang tiếp tục phối hợp các hãng hàng không, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Sáng ngày 31 tháng 8, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tổ chức chuyên đề kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh. Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng đã dừng nhiều xe khách để kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh vận tải hành khách. Đơn vị đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp vi phạm dừng đỗ, đón, trả khách sai quy định. Phòng PC08 cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý những trường hợp xe khách vi phạm trên địa bàn thành phố trong dịp Quốc khánh nhằm đảm bảo an ninh. Từ ngày 31 tháng 8 đến đêm ngày 1 tháng 9, khu vực Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có dông với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 50mm, có nơi trên 90mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Do ảnh hưởng của bão, ngày 31 tháng 8, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9 đến 10, sau tăng lên cấp 11 đến 13, vùng gần tâm bão cấp 14 đến 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.